Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ vận hội để phát triển nhanh và bền vững, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã Nghi Sơn đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 29,9%, quy mô giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 80.500 tỷ đồng. Từ những kết quả này, việc Nghị quyết 58 được ban hành càng tạo thêm động lực để Nghi Sơn quyết tâm trở thành động lực phát triển cho toàn tỉnh Thanh Hóa. Kết hợp giữa thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị đối với Thanh Hóa và Nghị quyết 26 của thị xã Nghi Sơn để thực hiện xây dựng thị xã Nghi Sơn thực sự trở thành một trọng điểm phát triển kinh tế của cả tỉnh trong thời gian tới. Phấn đấu đến năm 2030, thị xã Nghi Sơn trở thành một thị xã công nghiệp trọng điểm của cả tỉnh. Để Nghị quyết 58 đi vào cuộc sống, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của nghị quyết, từ đó phát huy được năng lực, trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương, thì còn phải là những đồng chí có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực hiện tốt, có phẩm chất đạo đức cách mạng. Nói cái gì làm đúng cái đó, hứa cái gì làm thành công cái đó. Đấy chính là cái lòng tự trọng của cán bộ trước đảng viên và người dân trong tỉnh. Với bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng và khát vọng vươn lên, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa sẽ quyết tâm cao độ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, cũng chính là thực hiện lời căn dặn của Hồ Chủ tịch, tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu.